cái tàu hạ thuộc huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là ngôi nhà của anh Liêm, một ngôi nhà một nát mà có người con là tên Tính mà không dám quen bạn gái chỉ vì nhà quá nghèo. Đối với clip này thì họ sẽ ngưng nhận tiền hỗ trợ cho gia đình anh Tính ở anh Liêm, gia đình anh Liêm ngưng hỗ trợ nhận tiền xây nhà cho gia đình anh Liêm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ muốn làm video clip này gửi đến cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Bùi Hồ làm một clip này cũng khá là phân vân khi mà ngồi đây mà tâm sự với cô bác quý anh chị. Đó là về trường hợp nhà của anh Tính ở thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Này Quân hỏi anh là anh còn sức khỏe sao anh không đi làm? Có đi làm nhưng mà bây giờ công chuyện làm của người ta lúc trước làm cho anh vợ đó, là ảnh cũng chủ lò ăn mì, gọi giờ xu lò làm xu ký ít quá, hình ra giờ ảnh làm trong gia đình. Rồi lâu lâu ví dụ có thằng con ảnh có thiếu đi đám tiệc đó, có xuống thế một vài đêm đó. Anh bốn người con? Năm người con. Một người là bỏ cháu nội lại đây là lớn nhất, là này là thứ hai. Thằng thứ hai thì nó ở Bình Dương, có vợ rồi, vợ nó ở ngoài Hà Tĩnh đặng. Dạ. Lâu lâu nó mới đi về ngoài. Thì trước đây thì Bùi Hồ cũng quay về nhà anh Tính một cái hoàn cảnh rất là mục nát và đáng thương của cô bác của anh chị. Khi mà hai vợ chồng có đến 5 người con, vợ thì hàng ngày đi bán vé số, còn người con trai của mình thì không dám quen bạn gái, lý do là nhà quá nghèo. Thì trong cái clip đó Bùi Hồ quay lên thì có rất là nhiều Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Thì Bùi Hồ dự định là sẽ hỗ trợ cho gia đình anh có một cái căn nhà mới. Cho mình một tin vui. Rồi. Là anh Tuấn và gia đình anh Tuấn và chị Thu ở Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho mình 200 đô. À. 200 đô ra được 4 triệu 7. 4 triệu 7. Đó. Rồi thứ hai là cô Huệ Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho mình 1 triệu đồng. Đó là cô Huệ ở Mỹ ủng hộ cho gia đình của anh 1 triệu đồng. Anh Tuấn và chị, gia đình anh Tuấn và chị Thu ủng hộ cho gia đình của anh là 200 đô. Chú Ken Vinh Trần ủng hộ là 4 triệu đồng và cô Hang Hung ở Sài Gòn là ủng hộ 3 triệu đồng. Thì ở clip trước thì Bùi Hồ có nói là thôi anh bây giờ cái số tiền của Mạnh Thường Quân á ủng hộ chưa đủ thì em trao cho anh luôn hay là em giữ lại để mà tích góp lại để xây căn nhà mới, làm một cái căn nhà mới cho anh. Thì anh nói là thôi em cứ giữ đó đi, khi nào đủ thì em làm cho anh luôn để anh có nhà mới, chứ anh giữ là sẽ xài hết. Nếu được Mạnh Thường Quân ủng hộ thì mình tiến hành mình lấy số tiền này mình sửa. Là cái thứ nhất. Không được thì lần đầu trở lại em sẽ giao cái số tiền đó cho mình, coi như là mình chưa có duyên. Được không? Em tạm thời em giữ cái số tiền đó cho anh. Anh chịu không? Rồi. Ok. Chịu không? Vậy rồi, rồi em có thời hạn 1 tháng nữa em sẽ quay trở lại gia đình của mình. Rồi. Nếu đủ thì nếu như khoảng 30 triệu ví dụ vậy. Em ví dụ khoảng 30 triệu thì mình có thể mình tiến hành sửa được nào mình sửa. Rồi. Ha. Còn mà thấp hơn như thế nào đó thì em sẽ thông báo cho gia đình của mình. Rồi anh chấp nhận không? Rồi chấp nhận. Em giữ tiền này hay là anh giữ? Không, em giữ đi, đây giữ đâu có làm được gì. Số đó đâu có làm được cái gì. Mất công anh xài hết rồi, mất công nó không có tiền để mình xài nữa. Ô, không có nhà để mình ở. Cái nhà là quan trọng nhất, đặc biệt là cái nhà. Thì nghe như thế thì Bùi Hồ mới giữ lại. Và sau 6 tháng dịch Bùi Hồ quay trở lại, lý do ở Châu Thành thị trấn Cái Tàu Hạ đó dịch bệnh rất là nhiều và ngay cả bản thân anh Tính cũng có nhiễm bệnh luôn. Nên Bùi Hồ sau này an toàn thì mới quay trở lại nhà của anh Tính. Và một điều khá thất vọng đó là khi mà mình tìm lại quay cái hoàn cảnh nhà của anh Tính đó, thì anh đi làm và anh làm ở một xưởng bánh mì. Thì sao? Xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại Cái Tàu Hạ thuộc huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là ngôi nhà của anh Liêm, một ngôi nhà một nát mà có người con là tên Tính mà không dám quen bạn gái chỉ vì nhà quá nghèo. Và hôm nay thì sau một thời gian Bùi Hồ cũng xây những cái nhà ở Châu Thành nhưng mà ở Nha Mân. Lý do là lâu xuống đây là để trao số tiền của Mạnh Thường Quân á, là ở đây là một thời gian dài được phong tỏa bởi dịch bệnh Covid-19. Và ở đây có một thời gian là phong tỏa luôn cái thị trấn Cái Tàu Hạ này rất lâu, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh Quý. Đúng rồi. Dạ, nên thành nữ là mỗi lần ngang em có đi ngang em không dám ghé thăm bà ba với lại anh Liêm này. Yeah. Và hôm nay thì cũng như số tiền của Mạnh Thường Quân gửi trao cho gia đình anh Liêm sửa lại căn nhà. Nhưng mà do thời gian lâu quá thì số tiền gom góp đến nay cũng chưa đủ. Và Bùi Hồ ghé thăm lại nhà anh á.
thì người con của anh nói là anh đã đi làm bánh mì rồi. Và đây là ngôi nhà một nát của Lim này cô bác quý anh chị. Đây, một cái ngôi nhà hai vợ chồng và mấy người con em quên rồi anh Quý. Năm người con hả? Năm cái gì á? Hai vợ chồng với năm người con sống trong một cái ngôi nhà tạm bợ một nát như thế này. 56 gì đó. Tất cả đều là tạm bợ, kể cả những hệ thống điện luôn. Chào em. Hôm trước anh gặp Tính ở đâu ta? Em năm nay nhiêu rồi? 21 hả? Tính đi làm hả em? Bây giờ có mình em ở nhà thôi. Mẹ đâu rồi? Mẹ đi bán rồi ha. Em đi làm gì? Nè, cô bác của anh chị thấy không? Ủa, mấy đứa con quá trời. Ở đây mà không có mấy đứa con. Những cái cây cối này đều mục nát hết. Em là thứ mấy ta? Em là thứ mấy? Em thứ tư hả? Cái người anh thứ hai ở đâu? Thứ hai á? Thứ hai làm ở Bình Dương. À, còn thứ ba là Tính hả? Em là thứ tư. Còn hai người em nữa hả? Hai đứa sinh đôi chứ. Hai em, anh em sinh đôi. Anh vô mấy lần mà anh không gặp em? Em ở nhà không hả? Trời ơi. Ba đi làm ở đâu? Em tên gì? Em tên gì? Em tên Phát. Phát hả? Ba làm ở đâu vậy Phát? Ba làm bên lò bên đó. Làm bánh mì hả? Ừ. Ba làm từ nào giờ theo Phát ha? Ba làm từ sáng hay gì Phát? Ba làm hồi sáng hả? Làm sáng bây giờ, từ sáng từ nhiều khi chuyển gì. Thôi bây giờ anh đi qua bên gặp ba ha. Đây, thôi mọi người họ đi ra cô bác anh chị. Sau khi mà anh Bùi Hồ mới quay lại thì gặp anh có tình trạng là say xỉn á. Dự định ban đầu của Bùi Hồ là sẽ không trao tiền cho anh luôn, hỏi lại ý kiến của Mạnh Thường Quân. Nhưng mà xin phép thì ở clip trước á, Bùi Hồ có nói với lại anh là số tiền này đã trao cho anh rồi, em tạm giữ giùm. Nên là nữ là Bùi Hồ đại diện Mạnh Thường Quân trao cho anh luôn. Em làm bớt là bị Covid này, hôm nay làm bớt quá tạm ngưng cho nó. Thằng kia Mạnh cái hôm nay nó nghề thấp hơn kia. Anh làm cho anh làm cho đó là em luôn, mà nó làm nghề thấp hơn người ta. Hiện nay vợ chồng nó ngưng, hiện nay vợ đang bán mì bán 1,100 mẫu. Dạ. 1,100 mẫu quá trời được này. Những cái bánh mì này là anh Liêm nặng hả? Đó. Ồ, một cái ổ mì vậy nhiêu ta? 2,000 ha. Là buổi tối mình nặng. Anh Liêm ra đây nè anh Liêm. Sợ Covid hả? Đâu có gì, không có sợ. Anh Liêm nặng ổ mì này ra hả? Rồi nặng anh là ăn nghỉu mà. Hiện nay là đây nó ngày dở hơn nghỉu. Hồi xưa là anh là cái đó là anh nặng ra được. Dạ. Bây giờ nặng ra cũng được. Nhưng mà bây giờ ông anh không làm chút cái ít. Không có làm được. Thành ra ví dụ mấy người nó bị anh thở đó. Mệt anh xuống anh tiếp. Dạ dạ. Đó, đó. Rồi bây giờ anh Liêm qua đây ngồi đi. Rồi. Dạ dạ. Rồi. Hồi nãy em ghé nhà anh đó. Chạy tao luôn mày. Để em bước đi. Xe cho tiền tao mày. Chắc đi ngay rồi. Giàu quá mà. Tao có tiền ngân hàng quá. Lẹ. Chứ anh cũng là dạ, dạ. Nói chung là sau một thời gian dịch bệnh mà hiện nay cái tình hình dịch bệnh ở cái tàu của mình á thì gọi cực kỳ phức tạp, nên em có đi xuống Nha Mân, em không dám xuống đây thật tình là vậy. Sau khi hết giãn cách á thì hôm trước thì em có vận động Mạnh Thường Quân để mà sửa lại cái ngôi nhà cho anh. Đúng rồi. Vậy mà sau một thời gian em nói em có ghé lại anh, em công bố cái số tiền của Mạnh Thường Quân lên, em nói để khi nào gần đủ anh mình có sửa ngôi nhà luôn. Nhưng mà hiện nay qua dịch bệnh thì cũng gần trôi qua gần 6 tháng rồi. Rồi đúng. Em mới quay lại cái hoàn cảnh của mình. Em giữ cái số tiền này cũng anh còn đang lo cho em đó, là trên Đại Châu lâu quá thấy em bị dạ, nó dạ. Có sao không dạ. Nữa tại vì ai có anh cũng có bị ghê cái vụ đó ở F không quét bậy đừng nói quan nó bị án chồng án nó bị 58 nó đi chung nè rồi về cái đó bị cái đó xuống đây làm được có mấy ngày cái F không đi luôn
nói chung là em không xuống cũng ngang này coi là cũng là đường may mắn. Nói chung hôm nay như thế này nè anh em. Rồi nói. Em xuống đây thì em cũng thay mặt Mạnh Thường Quân gửi cái số tiền này lại cho anh giữ. Tại em giữ nhiều quá cũng bất tiện ha. Rồi sau này anh cứ giữ đó đi. Cứ làm coi như là cái quỹ của mình. Rồi sau này nếu như có ai ủng hộ thì em liên hệ với anh. Không có thì nói anh chi tiêu trong gia đình. Cảm ơn đại số rồi. Em xin phép thông qua được cái danh lại cái danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ mình. Đó là cô Huệ là Việt Kiều Mỹ gửi cho mình 1 triệu. Rồi. Anh Tuấn và chị Thu là Việt Kiều Mỹ gửi mình 200 đô. Chú Kevin Trần gửi cho mình 4 ở Mỹ gửi cho mình 4 triệu. Hãy đi em cứ ngồi thẳng lên đi. Chú Kevin Trần gửi mình 4 triệu và cô Hai Hung Sài Gòn gửi mình 3 triệu. Vậy tiền Việt của mình đó là 8 triệu và 200 đô. 200 đô em đổi ra được 4.6 triệu, cái 8 triệu là 12.600.000 đồng. Hôm nay em gửi lại cho anh giữ cái số tiền này nha. Là 12.600.000 đồng. Và đây là 10 triệu anh điếm lại giùm em. Không, bây giờ số điện thoại đang nói giờ cho nói được với mấy người đó không? Không, anh cứ nói đi. Anh cứ nói là anh đầy anh nói đi em sẽ thu cho. Là cảm ơn những người Mạnh Thường Quân là coi như cứu đã giúp tôi trên đời. Những người đó đó quá trời thương tiếc mà không biết đời nào đây được đi chơi để trả ơn này được. Tôi bị cách ly cũng rất nhiều lần rồi. Mà giờ nhà nước tôi á hôm qua mấy chú biết không? Điện á tôi có thiếu rồi 6 tháng mà có 1.3 triệu. Mấy ông không cúp tôi á. Rồi tôi mới phải chạy mượn nợ để xuống đóng. Rồi cũng có hôm qua mấy ông có lên bắt điện lại. Rồi cảm ơn những Mạnh Thường Quân là như vậy. Biết đời nào bây giờ để trả từ bây giờ. Rồi bây giờ em gửi cho anh 12 triệu ha. Em đếm ha. Em đếm cho anh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 triệu. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 triệu, 12 triệu và 600 nghìn đồng. 12 triệu 600. Một lần nữa thì là danh sách Mạnh Thường Quân. Anh ngồi đằng đó đi. Một lần nữa thì danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ cho anh Liêm. Để quay qua đây tôi đang đổi tiền. Là cô Huệ ở Mỹ 1 triệu đồng. Anh Tuấn, chị Thu ở Mỹ là 200 UD. Chú Ken Vinh Trần là 4 triệu đồng. Và cô Hai Hung ở Sài Gòn là 3 triệu đồng. Rồi đó là danh sách Mạnh Thường Quân. Anh có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Đời bây giờ là coi như là thời điểm này là coi như rất là quý. Cái này coi như vàng cứu cuộc đời sống của vợ chồng tôi. Cảm ơn rất nhiều. Mong đồng bào làm sao được gì như vậy để cứu giúp những người như vậy đó. Tôi thay mặt ở đứa em tôi, em rể tôi, chúc giữ mạnh mọi người Mạnh Quân lúc nào cũng cứ tiếp bể dồi dào để cứu những người dân tộc đồng quê mình, nước Việt Nam mình. Người Mạnh Thường Quân lúc nào có sức khỏe dồi dào. Ok. Chào anh nha, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha anh. Thì rất mong cô bác quý anh chị thông cảm, cũng như là mình không nghĩ là anh sẽ nhậu nhẹt như thế đó. Nhưng mà mình dự định là Bùi Hồ dự định là không trao số tiền này cho anh, nhưng mà đã công bố rồi cô bác quý anh chị nên Bùi Hồ đành trao cho anh luôn. Thì thay mặt clip này thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ Bùi Hồ nè, đã tin tưởng gửi cho Bùi Hồ số tiền và Bùi Hồ đã trao cho anh Tính. Thì sau video cái clip này thì Bùi Hồ sẽ ngưng nhận tiền hỗ trợ cho gia đình anh Tính ở anh Liêm, gia đình anh Liêm ngưng hỗ trợ nhận tiền xây nhà cho gia đình anh Liêm và coi như là hết duyên. Và rất chân thành cảm ơn cô bác quý chị Mạnh Thường Quân ha, và cũng như là thông cảm cho Bùi Hồ ở video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác.